Ngày 4 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an huyện Đông Anh, Hà Nội vừa bắt giữ 3 nghi phạm H, N, D, N, H, D và N, T đều trú tại xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh về hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng nghi phạm N, T, 15 tuổi, Công an huyện Đông Anh bàn giao cho gia đình và giao Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Ngọc quản lý theo quy định. Nhóm này chuyên vô cớ ném vỏ chai bia vào người đi đường. Trước đó, Công an huyện Đông Anh nhận được tin trình báo của bà L, chú Y Nỗ, Đông Anh về việc rạng sáng 17 tháng 6. Bà đang dọn hàng tại ngã ba Bệnh viện Đa khoa Đông Anh thì bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy dùng vỏ chai bia ném vào người. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đông Anh đã xác minh, làm rõ nhóm nghi phạm trên. Theo điều tra, 4 nghi phạm này đều bỏ học. Các nghi phạm lập nhóm chat lấy tên Cú Đêm Khát Máu trên Facebook để thường xuyên nhắn tin rủ nhau tụ tập đi chơi. Khoảng 1 giờ ngày 17 tháng 6, các thanh thiếu niên này rủ nhau đi chơi, gặp ai không thích thì đánh. Khi đi, nhóm này mang theo 2 két vỏ chai bia thủy tinh để ném người đi đường. Từ xã Vĩnh Ngọc đến thị trấn Đông Anh, nhóm đã 3 lần dùng vỏ chai bia ném và đuổi đánh 3 xe máy của các thanh niên khác đang đi trên đường. Khi đến khu vực ngã ba Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, gặp một số người đang ngồi ăn uống tại quán của bà L, nên nhóm nghi phạm đã ném vỏ chai bia vào những người trong quán và trúng vào đầu gối bà L.